Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em quay trở lại kênh Vành Khuyên Đam Mê Vlog. Như vậy là những cái đàn chim của mình nó bắt đầu vào cái chu kỳ thay lồng rồi anh em ạ. Thì gần đây mình có nhận được một vài những cái câu hỏi liên quan đến vấn đề là thế nào là một mùa giải gọi là thay lồng thành công. Thì hôm nay mình sẽ tổng kết lại bốn cái gọi là tiêu chí, bốn cái tiêu chí của một mùa giải thay lồng thành công nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn anh em nhé. Thì với mỗi một người thì anh em đều có một cái tiêu chí đánh giá khác nhau. Nhưng với cá nhân mình thì một mùa giải thay lông được gọi là thành công, đầu tiên là con chim nó phải thay lông một cách đúng cái quy luật của nó. Tức là cái thời gian thay lông nó cũng chỉ dao động trong cỡ khoảng 2 tháng rưỡi đến 3 tháng rưỡi thôi. Nếu mà chúng ta nuôi cái thời gian thay lông nó kéo dài hơn như thế thì có thể rằng là con chim của chúng ta đang mắc một vấn đề gì đó về mặt sức khỏe. Đôi khi cái nguyên nhân nó không phải đến từ cái việc chúng ta nuôi ở thời điểm bây giờ đâu, mà có thể nó là những cái nguyên nhân đến từ cái thời điểm của chủ cũ nữa cơ. Cho nên là nếu một con chim nó thay lông trong cỡ khoảng từ 2 tháng rưỡi đến 3 tháng rưỡi mà con chim về cơ bản là xong lông rồi, anh em có thể theo dõi là con chim thay được hết lông, thì việc đó nó cũng là một trong những cái mà chúng ta hoàn toàn có thể nói rằng đấy là một cái tiêu chí cho một mùa giải thay lông thành công nha anh em. Một cái tiêu chí nữa của vấn đề thay lông thành công đó chính là việc con chim nó thay được hết lông mọi người ạ. Nhiều con chim thì có thể rằng là nó thay được khoảng 80% lông sau đó nó lại dừng lại và nó không thay nữa. Anh em vẫn có thể theo dõi được một vài các cái phần, một vài phần lông cũ lông mới của nó, và chúng ta nuôi thêm khoảng một vài tháng nữa cũng không thể nó thay. Như vậy thì đấy cũng không phải là một cái mùa giải thay lông thành công. Bởi vì thực tế thì mình cũng đã nuôi khá là nhiều những con chim, kể cả chim mộc hay chim thuộc ấy. Khi mà nó thay lông ấy, thì gần như là nó sẽ thay phải hết được khoảng tầm trên 90%. Mình cảm nhận như thế, dĩ nhiên là để nó 100% thì nó khó vô cùng lắm. Bởi vì đôi khi có một vài sợi lông thì mình không thể phát hiện được. Nhưng mà về cơ bản là lông đuôi nó thay hết này, lông cánh nó thay hết này. Cái phần lông ức thì chúng ta rất là dễ nhận biết, đó là khi cái lông ức lông mới của nó ấy, thì thường là nó sẽ rất là sáng. Đôi khi nó có thể không vàng nhưng mà nó sẽ rất là sáng, sáng bừng lên ấy, kiểu như thế. Và cái phần lông lưng thì cái phần lông dễ theo dõi nhất rồi, đó là cái phần lông xanh của con chim. Thì nếu như một vài con thì có thể nó lên màu xanh ánh vàng, một vài con thì nó sẽ lên màu xanh sáng sáng một chút. Đó thì cơ bản là con chim nó phải thay được hết lông. Còn nếu như trong trường hợp mà nó thay không hết lông thì đấy cũng không phải là một mùa giải thay lông thành công nha anh em. Cái tiêu chí tiếp theo của câu chuyện ngày hôm nay đó chính là cái vấn đề chất lượng cái sợi lông. Thực tế thì rất nhiều bạn có PM với mình về một cái dòng cám trên thị trường, thì các bạn ấy đều có một cái vấn đề xảy ra là con chim toàn bị gãy ngang lông thôi. Tức là mọi người cứ hình dung đây là một cái sợi lông cánh của con chim nhé, ví dụ thế, nó toàn gãy ngang ngang ở chỗ này, này. Đó, nó cứ mọc lên một thời gian xong nó gãy ngang 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 đi. Cái lông của nó thì bây giờ nó ở trong trạng thái là nó vẫn gọi là đủ chân lông nhưng mà bị thiếu các phần lông ở trên rồi. Thì đấy cũng là một trong những cái mà mình cho rằng là đấy cũng không phải là một mùa giải thay lông thành công. Chất lượng sợi lông nó quá yếu. Thường thì cái chất lượng sợi lông nó yếu này nó liên quan đến cái độ dinh dưỡng trong cám ấy. Có thể nó thiếu một vài các loại vi chất gì đó, hoặc có thể là nó thiếu dinh dưỡng, hoặc là có thể là trong quá trình anh em nuôi thay lông thì anh em bỏ bê con chim quá nhiều. Nó có rất nhiều những cái nguyên nhân ở cái câu chuyện này. Nhưng mình muốn nhấn mạnh đến một cái yếu tố là ở cái thời điểm này cái chế độ dinh dưỡng nó phải tốt thì con chim nó mới có được một bộ lông chắc khỏe đấy anh em ạ. Nếu như mà kiểu như chúng ta nuôi nó hơi bỏ bê một chút ấy, thì cái vụ năm sau ấy, cái sợi lông của con chim nó sẽ yếu và con chim nó sẽ rất hay bị đảo lông nha anh em. Cái tiêu chí cuối cùng mà mình cho ra là đấy cũng là một trong những cái tiêu chí mà mình cũng rất hay hướng đến, đó là khi mà con chim nó thay được xong lông hoàn thiện ấy, thì con chim nó cần phải có một cái sự lông nó ôm nhẹ vào người kiểu thế. Nó đừng bị xù lông quá, đó là một cái dấu hiệu của cái việc con chim đôi khi có thể là nó hơi béo béo một chút, cũng đôi khi có thể là nó hơi yếu yếu một chút. Nhưng mà với những cái trải nghiệm của mình ấy, thì thường nó sẽ rơi vào trường hợp nó hơi béo một chút. Thực ra cái việc này anh em hoàn toàn có thể theo dõi được, bởi vì rõ ràng là chúng ta là những người chăm sóc, chúng ta sẽ biết là ở cái giai đoạn thay lông là mình đang nuôi ở kiểu như là cái chế độ như nào, nó có đủ tốt hay không. Thì nếu mà chế độ nó không đủ tốt thì mình cho là có thể con chim nó không khỏe. Nhưng chế độ đã rất là tốt rồi nhưng anh em thấy con chim nó cứ kiểu hơi chậm chạp một chút ấy, thì đấy cũng là một trong những cái mà mình cho rằng là nó cũng không phải thành công lắm. Tức là khi mà con chim nó thấy lông xong xuôi ấy, thì nó phải có một cái sự lông kiểu ốp nhẹ nhàng vào người, con chim nó nhanh nhẹn hoạt bát, không bị béo, không bị chậm chạp đấy, kiểu thế thôi anh em ạ. Cái tiêu chí cuối cùng của một cái mùa giải thay lông thành công đó là cái màu sắc của con chim nó cần phải có một cái sự tươi sáng. Thực tế thì mình cũng nhận thấy rằng không phải con chim nào nó cũng sẽ ra những cái màu vàng sáng bừng lên. Một vài con thì nó sẽ ra màu lông rất đẹp, một vài con thì lông nó lại hơi xanh xanh một chút. Cái đó thì nó cũng giống như là cơ địa thôi, bởi vì là sẽ có những người da rất là trắng và cũng sẽ có những người da rất là đen giống như mình. Anh em thấy không? Đen trụi luôn. Nên là cái vấn đề chúng ta có thể rằng là cái lông con chim nó không phải là một cái yếu tố nó quá quan trọng về màu sắc,
nhưng cái màu sắc của nó cần phải có một sự hài hòa, một sự tươi sáng. Cái màu sắc con chim nó phải sáng, nó phải có những cái sự gọi là tách biệt phân minh giữa cái phần lông vàng là phải vàng, lông xanh là phải xanh. Đó là một trong những cái tiêu chí mà mình cũng đánh giá là nó khá là quan trọng. Vì thực tế cái bộ lông của con chim nó chính là một trong những cái chúng ta có thể nhận biết là con chim nó khỏe hay là nó yếu ngay lập tức luôn. Chứ cần chúng ta phải xem là nó quát hay nó líu ra làm sao. Nhìn một con chim đẹp thì tức là nó đã khỏe rồi. Đó là những cái tiêu chí mà mình có tổng hợp lại, chắc là khoảng 5 tiêu chí đúng không em? 5 tiêu chí đó, đó cũng là một trong những cái mình cũng hay cứ chia ra thôi. Tính mình thì mình cứ hay định lượng những cái vấn đề nhỏ nhỏ ra một để mình xem là cái tiêu chí này mình làm tốt được hay là chưa. Chứ mình không đưa ra những cái cảm quan. Việc đó thì nó sẽ giúp cho những cái đánh giá nó sẽ kiểu như là sát sao hơn một chút. Ok, đó một cái video nhỏ ngắn nhé. Hy vọng rằng là cái video này cũng sẽ là một trong những cái để anh em có thể tham khảo. Anh em sẽ có một cái đánh giá nhất định về cái mùa giải hè đông này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.